Hôm nay, chúng ta sẽ học bài mới của học kỳ 2, bài 7, phần mềm trình chiếu. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phần sau, 1. Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày, 2. Phần mềm trình chiếu, 3. Phần mềm trình chiếu PowerPoint, 4. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu. Đầu tiên, ta sẽ tìm hiểu phần 1, trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày. Trình bày là hoạt động trao đổi thông tin hướng tới thay đổi thái độ hoặc nhận thức của người nghe. Thông qua việc chia sẻ kiến thức hoặc ý tưởng với một hoặc nhiều người khác. Nhằm giúp việc trình bày có hiệu quả, ta có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau như bảng để viết, hình vẽ biểu đồ, vân vân và phần mềm trình chiếu. Ta đã biết phần mềm trình chiếu là công cụ hỗ trợ trình bày, vậy sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phần mềm trình chiếu. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu phần mềm trình chiếu là gì? Phần mềm trình chiếu là phần mềm được dùng để tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử. Một số phần mềm ứng dụng và website tạo trình chiếu em có thể gặp: Prezi, Google Presentation, Novio, PowerPoint. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu các chức năng cơ bản trong mọi bài trình chiếu của các phần mềm trình chiếu. Tạo bài trình chiếu, mỗi bài trình chiếu sẽ gồm một hay nhiều trang nội dung được gọi là trang chiếu. Đây là giao diện của phần mềm trình chiếu PowerPoint. Trên giao diện này, đây là số lượng các trang chiếu đang có. Trình chiếu các trang của bài trình chiếu tức là hiển thị mỗi trang chiếu trên toàn bộ màn hình. Đây là màn hình đang trình chiếu một trang của PowerPoint. Chúng ta đã biết được về phần mềm trình chiếu, vậy giờ đây, hãy cùng tìm hiểu sơ qua về phần mềm trình chiếu PowerPoint, đây cũng là phần mềm em sẽ học trong suốt học kỳ 2. Trên giao diện của PowerPoint có trang chiếu, nằm ở vùng chính của cửa sổ, được hiển thị sẵn sàng để nhập nội dung. Đây là giao diện của PowerPoint. Và em có thể dễ dàng nhìn thấy trang chiếu nằm ở đâu. Em có thể thấy, giao diện của PowerPoint có các giải lệnh khá giống với giao diện của Word và Excel mà em đã từng học. Và cũng giống như Word và Excel, PowerPoint cũng có giải lệnh đặc trưng của mình. Ta có giải lệnh slideshow trình chiếu, gồm các lệnh dùng để thiết đặt bài trình chiếu. Tiếp đến là giải lệnh animation, hoạt hình, gồm các lệnh dùng để tạo các hiệu ứng chuyển động cho đối tượng trên trang chiếu. Sau đây là đoạn phim giới thiệu một vài hiệu ứng của giải lệnh animation. Cuối cùng là giải lệnh transition, chuyển tiếp, gồm các lệnh dùng để tạo hiệu ứng chuyển tiếp các trang chiếu khi trình chiếu. Sau đây là đoạn phim giới thiệu một vài hiệu ứng của giải lệnh transition. Em đã biết sơ lược về PowerPoint, trong các bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn, giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem ta có thể ứng dụng phần mềm trình chiếu vào những việc gì. Phần 4, ứng dụng của phần mềm trình chiếu. Đối với trong nhà trường, thầy cô có thể tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm, vân vân.
Dưới đây là hình ảnh của một số bài giảng và kiểm tra trắc nghiệm được làm bằng PowerPoint. Sử dụng trong các cuộc họp, hội thảo. Tạo các album ảnh, album ca nhạc nhờ các hiệu ứng. Sau đây là một album ngắn được làm bằng PowerPoint. Ứng dụng cuối cùng là in các tờ rơi, tờ quảng cáo. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về chức năng, ứng dụng của phần mềm trình chiếu nói chung và PowerPoint nói riêng. Bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã tham gia buổi học.